Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Ngọc. Ở tập trước thì con Kỳ Mãng rốt cuộc cũng đã bị chết rồi, tuy nhiên Tử Phàm thì cũng đã vong mạng. Hà Anh mới nói là Hà Anh sẽ chặt đầu con Kỳ Mãng đó mang về cho Lão Mẫu, thì Thu Anh mới báo tin Lão Mẫu đã bị Ngũ Thủ Phái giết rồi. Và bây giờ thì Bắp sẽ đọc tập ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Lão Mẫu bị Ngũ Thủ Phái giết rồi. Lời chưa dứt đã nghẹn ngào không nói tiếp được. Em nghe ai nói vậy? Không thể nào. Hà Anh gạt đi. Chính tên thiếu gia họ Phạm đã nói cho em lúc còn ở khe núi. Thu Anh nuốt nước mắt khó nhọc nói. 21 mạng người của Lý Thị cùng các trưởng tộc có mặt trong buổi tối hôm đó đều đã bị giết hại. Nghe như sét đánh ngang tai, Hà Anh sững sờ. Nàng lập tức ngã ngồi xuống sàn, nét mặt bàng hoàng, chết lặng. Tim nàng đau muốn vỡ ra rồi. Hai bàn tay run run bưng kín miệng, ngăn cho mình gào lên thành tiếng. Nàng gục xuống. Hà Anh bây giờ chẳng còn nghĩ được gì. Đầu óc nàng rất nhanh được lấp đầy bởi những câu hỏi tại sao. 21 mạng người, không ai thoát được trừ các nàng. Lão Mẫu cùng toàn gia đều chết cả sao? Hà Anh vùng dậy, nàng níu lấy tay Thu Anh, lắc đầu kịch liệt phủ nhận. Không đâu, Lão Mẫu không thể chết dễ dàng vậy được. Hôm đó là ngày thành thân của ta, là ngày vui mà. Tuyệt đối không thể chết như vậy được. Em biết nếu nói sẽ khiến chị dằn vặt, nên em đã muốn giữ kín trong lòng. Nhưng không thể. Chúng ta cùng là cháu của bà. Chị đừng tự trách mình. Bà dưới suối vàng sẽ đau lòng lắm. Thu Anh ôm vai nàng an ủi. Dù bản thân nàng cũng rất đau xót, nhưng nàng biết Hà Anh là người trọng tình cảm. Sợ rằng tin này sẽ khiến nàng suy sụp. Ta phải về thôi. Không được, bà đang đợi ta. Chúng ta đừng đi nữa, trở về thôi. Bà đang ở nhà đợi chúng ta về. Em làm gì vậy? Bỏ ta ra, ta phải về với bà. Chị đừng như vậy mà. Thu Anh khóc lớn, vừa kéo vừa giữ cho Hà Anh không nhảy khỏi đò. Ta đã hứa với bà. Ta đã hứa là sẽ trở về. Nhưng bà không còn nữa rồi. Có phải bà lừa ta không? Tại sao lại vậy? Chị ơi, có phải do em đã hại bà không? Khả Uyên bước tới, nàng nghe hết những gì hai người vừa nói. Biết được Lão Mẫu bị người giết hại, nàng lờ mờ nhận ra mình là nguyên nhân dẫn đến chuyện đó. Không thấy ai đáp lại, Khả Uyên hỏi tiếp. Là do em phải không? Những người đó đến để giết em phải không? Là em đã hại bà, hại các chị, hại chú. Không. Hà Anh bỗng cầm lấy tay Khả Uyên, lau nước mắt trên mặt tiểu thư, bình tĩnh trấn an nàng ấy. Không phải do tiểu thư. Tin ta, bà rất mạnh. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Vậy giờ em không về kinh nữa. Em đi với chị về nhà. Em muốn gặp bà. Khả Uyên nói. Thu Anh và Hà Anh không hẹn mà cùng nhìn nhau. Kinh thành đã ngay trước mặt, không thể quay lại được nữa. Hai nàng liền tìm lời lẽ khuyên giải tiểu thư. Thu Anh nói. Đợi vào cung gặp Hoàng Tổ Phụ rồi. Nếu Hoàng Tổ Phụ đồng ý, chúng ta sẽ xin cho tiểu thư cùng về. Hà Anh cũng tiếp. Mẹ đã dặn tiểu thư rồi. Giờ phải gặp được Hoàng Tổ Phụ đã. Sau đó tiểu thư muốn đi đâu, bọn ta sẽ đưa tiểu thư đi. Được không? Khả Uyên nghĩ một lát, sau đó liền gật đầu. Hai nàng nhờ đó mà cũng thở phào. Nghỉ ngơi ổn thỏa xong, dù vẫn còn rất đau lòng, nhưng không thể không bước tiếp. Rốt cuộc thì các nàng lại đẩy đò tiến lên. Thẳng tới khi trời sáng, kinh thành đã ở trước mắt. Thu Anh bấy giờ mới nghĩ ra một chuyện. Nàng quay lại hỏi. Chị xem hắn phải xử lý thế nào? Hay là cứ ném xuống đầm này? Cũng không thể đem về núi, đành chết ở đâu thì chôn ở đấy vậy. Hà Anh toan gật đầu, nhưng nghĩ tới những gì Tử Phàm làm. Không quá nếu nói hắn đã dùng tính mạng để đổi lấy an nguy cho các nàng. Bỏ lại đây thì bất nhân quá. Nghĩ rồi nàng đáp. Chúng ta cứ đưa hắn vào thành, tìm một chỗ đất tốt chôn cất đàng hoàng. Nghĩa tử là nghĩa tận, đừng để người chết chịu thiệt thòi. Ít nhất cũng nên như vậy. Trong bóng tối thăm thẳm, không rõ là ở cõi nào. Hiện ra một đống lửa cháy bập bùng. Ánh sáng chỉ đủ sức soi tỏ mặt người ngồi cạnh đó. Người kia gương mặt lãnh đạm, mắt dán vào hỏa quang, thần sắc nhạt nhòa. Không biết nghĩ gì mà thất thần hồi lâu, chẳng thèm đụng cửa. Phạm à. Có tiếng nói đánh động người đó, khiến hắn chớp mắt. Lúc ngửa mặt lên mới biết có người ngồi đối diện mình, bên kia đống lửa. Sư phụ. Sao lại nhàn rỗi ngồi đây như vậy? Không phải còn xuống núi rồi đó ư? Thưa, còn không đi nổi nữa.
Còn không muốn xóa bỏ thân phận nữa sao? Bẩm sư phụ, con hết cách rồi. Thân phận nào đối với con cũng vậy thôi. Người khác biết con là tu ma nhân thì sẽ luôn đem lòng căm ghét. Dù con có làm gì thì trong mắt họ con vẫn là kẻ ác. Số cuộc thì ma pháp chỉ luôn hại người, không thể dùng để cứu người được. Nếu vậy, con có hối hận khi năm đó đã không đi theo tà phái, không dùng ma pháp của mình để hại người, và con có oán trách những kẻ ruồng bỏ mình không? Hắn lặng yên nhìn vào ngọn lửa, lát sau đáp: Thưa, không oán cũng không hối. Phạm à, sư phụ đặt cái tên này cho con vì muốn con chỉ là một người bình thường, không phải tà cũng không phải chính, chỉ là một phàm nhân như hết thảy chúng sinh ngoài kia. Làm người ai cũng hỉ nộ ái ố, còn đem giấu trong lòng thì chỉ khiến bản thân chịu dày vò thôi. Hắn nghe tới đây, vẻ mặt liền hiện ra một biểu cảm, đó là tột cùng bi thảm, nói: Là do con sinh ra đã mang thân phận tu ma nhân, xem như mầm mống của tà phái, dù có làm gì cũng sẽ không thay đổi được sự thật đó. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Con sinh ra không xấu, tâm còn không ác, việc con làm không đáng hổ thẹn. Nỗ lực của con trời biết, đất biết, ắt cũng sẽ được người công nhận. Con đừng vì những ý niệm trong quá khứ mà buông bỏ lương tâm. Hắn nghĩ tới một người, trong lòng liền trở nên ấm áp. Thạch cờ bát quái của ta con đã học hết chưa? Thưa, đã học hết rồi ạ. Xưa ta đã cùng với con chơi một ván cờ suốt nhiều năm. Trong ván cờ đó, con có biết mình sắm vai quân nào không? Hắn lắc đầu. Quân tướng, bất cứ ai cũng có thể là tốt, có thể là xe, pháo, mã. Vì đối với ta, bảo hộ con là quan trọng nhất. Hắn mỉm cười, chua chát nói: Vậy mà con lại để chiếu tướng rồi. Sư phụ xem, con đã chết. Phạm, ván cờ của ta đã kết thúc từ lâu. Trông thấy con như hiện tại, tức là ta đã thắng. Giờ đến lúc con chơi ván cờ của chính mình. Quân tướng đó là người quan trọng đối với con. Có một điều ta muốn con ghi nhớ: tuyệt đối không được chết trước tướng. Bằng mọi giá phải thắng. Phải thắng. Hắn mở mắt, cảm giác như vừa ngủ một giấc ngàn thu vậy. Hay là hồn mới nhập xác nên vẫn còn trì trệ. Thật sự mà nói thì khắp người đau mỏi, không muốn đụng đậy. Hắn nằm yên nghe ngóng, rõ ràng tưởng chết rồi cơ mà. Chẳng phải sư phụ đến đón đấy sao? Đáng nhẽ phải thấy quỷ môn quan hay mấy thứ đại loại như hắc bạch dạ xoa, chứ tự nhiên lại không thấy gì hết nữa vậy. Quả thật là trước mắt hắn bị bao phủ bởi một màu đen. Không phải là mơ, có thứ gì phủ lên mặt hắn. Nghĩ lại thì trước đó xảy ra bao nhiêu chuyện, hắn bị xé xác bởi những oán linh bám trên người. Rất đau đớn, cũng chẳng rõ là mơ hay thật mà giờ lại tỉnh dậy. Hắn hồ nghi mình đã chết, nhưng thử cử động thì lại thấy cơ thể nặng nề. Chân tay hình như đã lâu không dùng đến, nên xương khớp cứng ngắc. Vươn vai một cái mà khắp người kêu lên răng rắc. Hắn hít một hơi căng lồng ngực. Kỳ quái, vẫn còn sống thật này. Ngày mai hãy đào một cái hố ở đây để chôn hắn. Giờ muộn rồi, động thổ e không hợp lệ. Có tiếng người nói chuyện, hắn vội bật dậy, mảnh vải che mặt rơi xuống. Thì ra bên ngoài trời đã tối. Thì bởi hắn mạnh như vậy, chết lại tức tưởi, thành ma có khi nào quay lại ám chúng. Ma, có ma, ma. Người kia đang nói đột nhiên hét lớn, hai mắt trợn tròn nhìn về phía trước, giọng điệu kinh hãi, lắp bắp mãi một từ không dứt. Thái độ khiến cho ai nấy khiếp đảm. Cô bé bên cạnh bị dọa sợ quá liền khóc lên tru tréo. Hai nàng cuống quýt ôm lấy nhau, tiếng kêu la bay bãi. Ngay lập tức phía sau có người xông tới, tay cầm lá bùa. Nàng lấy hết can đảm dán vào trán của hắn, nghe chát một tiếng, miệng hô to: Quỷ nhập tràng, máu quy hàng. Tại vừa rồi hắn thấy có ánh lửa ở đây, nghĩ đến hỏi chuyện thì lại khiến các nàng kinh hồn tán đảng. Tưởng hắn là xác chết vùng dậy nên mới dùng bùa cản lại. Xem chừng cũng có tác dụng. Hắn đứng im, các nàng vì thế cũng yên tâm. Nhìn lá bùa che hờ hững trên mặt, hắn không nhịn được mới cho tay lên gỡ xuống. Báo hại các nàng nhao nhao đi lấy khí giới. Chưa kịp thủ thế lại nghe thấy hắn nói: Ai dạy cô nương vẽ bùa trừ tà kiểu này? Vẽ sai rồi. Đây là con Jun à? Thế này không trị quỷ nổi đâu. Ngươi không phải ngươi chết rồi sao? Một người nhanh tay giật lại lá bùa,
vo tròn ném vào lửa, mặt làm ra vẻ không tin nổi, hỏi: Bần đạo đói quá nên phải dậy, giờ mà không có gì ăn thì bần đạo chết thật đấy. Hắn nhăn nhở đáp: Chứ lấy của con mà ăn này. Tiểu thư nhanh nhẩu đưa củ khoai tới, nhưng ngay lập tức bị người bên cạnh cản lại, nói: Không thể nào, người rõ ràng đã chết rồi, thất khiếu còn đổ nhiều máu như vậy, mạch cũng không đập, chắc chắn là quỷ nhập tràng. Còn biết nói thì ghê gớm thật, để xem ta xử trí người thế nào. Cô nương, khoan, đừng. Vừa nói, hắn vừa bị người kia cầm đao đuổi chạy một vòng quanh đống lửa. Nghe bần đạo, máu đó là âm khí, khi mở nguyên ấn, bần đạo hấp thụ vào người thôi. Sau mỗi lần mở nguyên ấn, bần đạo sẽ phải thay máu, trông thì như chết mà không có chết. Đúng là lần này âm khí hơi nhiều nên mất máu nghiêm trọng, nhưng bần đạo chưa tận số. Cô nương đừng đuổi nữa, bần đạo thật sự kiệt sức rồi. Dứt lời, hắn liền gục xuống cạnh đống lửa. Giờ mới thấy rõ là hắn đã gầy đi rất nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương. Có hơn một ngày không nhìn đến mà đã ngót hết cả thịt. Thay máu trong lời hắn chắc là như vậy. Các nàng cũng tạm tin. May cho hắn là không bị vứt xác xuống đầm lầy, không thì cũng chẳng còn cơ hội để thay máu nữa. Nhưng mà nghĩ vẫn có chút kỳ quái. Một người lấy làm lạ hỏi: Không lẽ người bất tử? Giết vẫn chết, cơ bản là không thể tự sát được. Hắn hổn hển đáp: Căng nhất là bị nguyền ấn chi phối thôi, nhưng đã đóng được nó thì không sợ nữa. Cô nương cho hỏi đây là đâu vậy? Bọn ta đi vào thành rồi, đem theo ngươi đúng là sai lầm, chẳng qua tìm được một cái xe kéo nên tiện thể vứt xác ngươi lên đẩy tới đây. Ngươi xem địa thế và phong thủy ở đây tốt như vậy, còn đang tính mai đào huyệt cho ngươi mà ngươi lại tỉnh dậy. Thật là phụ công bọn ta mà. Một người ra vẻ bất mãn đáp: Hai vị cô nương thật có lòng, bần đạo về sau nhất định tìm cơ hội báo đáp. Thực ra bần đạo cũng tưởng mình chết rồi, nhưng mà nghĩ có việc chưa xong nên phải sống lại. Hắn vừa nói vừa nhìn tiểu thư bên kia, đoạn mỉm cười với nàng ấy: Chúng mau ăn đi, hai chị ấy đào được nhiều lắm. Tiểu thư liền đưa khoai cho hắn, dục hắn ăn cho nóng, sau đó hỏi: Chú kể con nghe, cha con là người thế nào, có tốt với chú không? Cha tiểu thư rất tốt, tính cách của ngài ấy và tiểu thư cũng rất giống nhau. Bần đạo phải có phúc khí lắm mới được gặp người như ngài ấy. Tại cung Văn Khang, bên trong hoàng thành. Khởi bẩm, bên ngoài có người tự xưng là con gái của An Thân Vương, tới để gặp hoàng thượng à? Một người hớt hải chạy qua cửa, vừa vào tới bên trong liền quỳ rạp xuống, gấp gáp trình báo. Vốn dĩ ở đó có hai người đang ngồi đàm luận. Nghe mấy lời kia lập tức không hẹn mà cùng nhìn nhau. Mặt ai nấy đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Lão nhân vội cho tay lên bấm đốt, hai mắt đảo quanh, miệng lẩm nhẩm, đoạn quay ra chắp tay thưa: Bẩm lão Phật gia, chính là nó. Chỉ chờ có thế, lão Phật gia đập tay xuống bàn, lập tức đứng dậy ra lệnh: Đi, mau ra ngoài xem, chớ để đồ rơi vào tay người khác. Dứt lời liền cùng với lão nhân kia nhanh chóng rời khỏi cung. Lão nhân kia còn được biết với cái tên Thạch Tiên Sinh, là một người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thành thạo các thuật tướng số, là cao thủ dùng bùa chú, bản lĩnh đứng đầu trong ngũ thủ phái. Từ sau khi phát hiện ra Hỏa Long Thiên Thủ, lão đã cho người phong tỏa một vùng rộng lớn, kéo dài từ mạn phía tây xuống tới kinh thành, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy tung tích của kẻ đó. Mãi cho tới một đêm cách đây ba hôm, tự nhiên có một luồng âm khí từ ngoài thành phía bắc kéo tới, cách xa trăm dặm vẫn cảm thấy rõ rệt. Trên trời mây đen vần vũ, gió lốc cuồn cuộn nổi lên, nhìn về phía tỏa ra âm khí chỉ thấy tối đen một mảnh, sấm chớp nhì nhằng. Trong gió vọng lại tiếng rít lanh lảnh, giống như hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái nhất loạt quy tụ về đó. Thạch Tiên Sinh vội vã dở quẻ ra xem, đăng đàn không lâu thì gieo được cùng lúc hai quẻ. Thứ nhất là Trạch Thủy Khốn. Tại sao lại gọi là khốn? Theo tử quái thì sau thăng sẽ là khốn, vận tới quá nhanh ngược lại sẽ lâm nguy. Quẻ này nội quái là khảm hay nước, ngoại quái là đoài hay đầm. Khảm là dương cuối, đoài là âm trên, dương cương bị âm nhu che lấp cho nên gọi là khốn. Tự chung đều là khốn và lận. Không bị vây hãm thì cũng là tự mình hại mình. Gặp người tin cậy mà lại thành phản trắc, bất trung, hoặc là nói vì một người mà hãm hại cả đồng đảng, vân vân. Nhưng tới cùng vẫn có một hào là tốt, thượng lục. Khốn vu cát lũy, vu niết ngột. Ý nói khốn tới cùng cực sẽ tự giải, vì hãm quá sẽ tự có cách thoát ra. Trăm người chết nhưng mình vẫn sống. Quẻ này dính đến nước lại còn ở đầm lầy, là để xem cho cục diện bên kia. Thạch Tiên Sinh đoán ở đó đang rất loạn, vừa là bị địch nhân ám toán, vừa là nội bộ giết chóc lẫn nhau,
Người thì thoát được, nhưng sẽ có tổn thất lớn. Quẻ thứ hai chính là thiên phong cấu, ý là thời vận đã đến. Nội quái là tốn hay gió, ngoại quái là càn hay trời. Ngộ giả, phong vân bất trắc chi tượng. Trời càn ở trên, gió tốn ở dưới. Gió đi dưới trời, tức đụng chạm vạn vật, cho nên gọi là cấu gặp gỡ. Quẻ này một hào âm ở dưới đụng với năm hào dương ở trên. Tương truyền là Khổng Tử từng bói ra quẻ này, nói âm dương bắt đầu hạnh ngộ là nguồn gốc của vạn sự thành công. Đây là quẻ đại cát. Trời giúp ta! Thạch tiên sinh xem quẻ xong liền reo lớn, lão lấy làm đắc ý, nói: đại sự không định mà thành, hữu du vãn kiến hung, luy thủy phu trịch trục, chẳng phải mất công tìm kiếm mà tự chui đầu vào rò. Dĩ kỷ bao qua, hữu vẫn tự thiên, hay! Đây chính là trời giúp ta! Hôm sau, lão tức tốc vào cung bẩm báo, sau đó thừa lệnh đem theo binh mã chạy về hướng Bắc. Quả nhiên thấy một đầm lầy rộng lớn, nhánh sông này từng là nơi cung cấp nước cho kinh thành. Nhưng mấy năm gần đây nước rút, sông cạn tới đáy nên gọi là Hắc Thủy. Kỳ quái ở chỗ, phần thượng nguồn con sông này đã bị chặn. Chính là do cổ nhân dùng vô thuật mở quỷ môn quan che nó lại. Ai đi qua đều sẽ bị lạc, kể cả có qua được quỷ môn quan cũng sẽ không thể đi sâu vào Hắc Thủy. Nghe nói đây là nơi kỳ mãn trú ngụ, một loài quái vật trong truyền thuyết, chuyên sống ở nơi đầm lầy sâu không đáy, chạm mặt nó thì tới mảnh xương cũng không còn. Thạch tiên sinh tiến vào đầm lầy, giữa trưa nắng gắt mà ở đây vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Chưa kể mỗi lần đẩy thuyền đều đụng phải vật gì bên dưới, vừa cứng vừa dày đặc, không ai dám vớt lên vì sợ đụng trúng thủy quái. Bằng thời gian cháy hết 3 tuần nhang, có người đột nhiên chỉ về phía trước, nói ở đó có thứ gì trồi lên. Lập tức Thạch tiên sinh cho thuyền hướng đến đó. Tới gần mới phát hiện ra, thứ trồi lên mặt đầm là một cái đuôi giống như đuôi rắn, nhưng to cỡ 2 người ôm mới xuể. Bề mặt lại vừa nhẵn vừa đen trũi như da lương, thoạt nhìn thì không rõ là con gì. Nhiều người vừa thấy liền bị nó dọa cho khiếp đảm, sợ tới nhảy khỏi thuyền, kết quả là bị vùi xác trong bùn, chết rất nhiều nhân mạng. Thạch tiên sinh quát đám quân sĩ không được hoảng, ai hoảng sẽ ném xuống đầm ngay. Đồng thời tiếp tục tiến lên. Đúng như lão nghĩ, đây chính là con kỳ mãn mà thiên hạ đồn thổi. Hình dung của nó thực chất còn đáng sợ hơn nữa. Nhưng nó trồi lên khỏi mặt bùn mà không thấy đụng đậy gì, khả năng đã chết rồi. Không chỉ chết mà con kỳ mãn này còn bị đoạt mất hồn. Trên đời này có bao nhiêu người đủ sức hạ được một con thủy quái thành tinh như kỳ mãn? Không nhiều. Mà có thể đoạt hồn nữa thì lão dám chắc chỉ có một người. Thiêu sống Hà Tiên Cô, qua được âm vụ, đoạt hồn kỳ mãn. Ngoài Hỏa Long Thiên Thủ thì không ai làm được hết những việc đó. Nghĩ tới đây, Thạch tiên sinh bỗng thấy nóng lòng. Luồng âm khí bất thường đêm hôm trước, e rằng không phải chỉ là dự cảm, kẻ đó thực sự đã mở được nguyên ấn. Trên đời này còn ai hiểu rõ nguyên ấn như Thạch tiên sinh đây? Chính lão là người đã tạo ra nó. Năm xưa vì quá tham quyền tiếc vị mà để sổng mất linh ấn. Tới khi tìm lại được thì năng lực của nó đã không thể kiểm soát được nữa. Không ngờ qua mỗi lần như vậy, Hỏa Long Thiên Thủ lại đạt được một kỹ năng mới, mà pháp của hắn đang ngày càng hoàn thiện. Có điều đây chưa hẳn đã là điều đáng lo. Linh ấn là bất khả xâm phạm, kể cả có là chủ thể thì cũng không cách nào điều khiển được nó. Kết cục sẽ giống như những gì mà quẻ Thạch Thủy Khốn đã chỉ ra. Mở nguyên ấn chính là tự mình hại mình, hoặc là vì một người mà hại chết đồng đảng. Thạch tiên sinh nghĩ tới mà bật cười. Muốn dựa vào Hỏa Long Thiên Thủ để chống lại Tu Ma Nhân sao? Ngu muội, không khéo, đã bị đoạt hồn cả lũ rồi cũng nên. Nhưng kỳ lạ là họng con kỳ mãn lại bị đào ra một lỗ lớn. Dựa theo dấu vết để lại thì khả năng nó được đào ra sau khi con quái này chết. Vậy tức là vẫn có kẻ thoát chết. Không biết chừng, đó lại chính là người mà lão Phật gia đang tìm. Phía trước đã là kinh thành, nếu còn sống thì bọn chúng chắc đã vào bên trong rồi. Thạch tiên sinh ngay lập tức quay về. Sau khi bẩm báo liền phong tỏa khắp các đường lối dẫn về hoàng cung, phen này có độn thổ cũng không thoát khỏi tay lão. Không cần độn thổ, chỉ cần cải trang sao cho giống một nhà đang có tang. 3 người mặt mày ủ rũ, quần áo nhếch nhác kéo theo một chiếc xe bên trên có một cái xác. Gặp ai cũng khóc lóc, nói rằng người kia là cha bọn họ, do ở quê mất mùa và chiến tranh nên mới phải kéo nhau đi tha hương cầu thực. Người mẹ đã mất, giờ cha cũng vì đói khát mà chết đi. Hoàn cảnh thực sự rất đáng thương. Vài người trong thành liền giúp cho củ khoai, củ rấy. Lại chỉ ra một bãi đất có thể đào huyệt chôn cha. Thế mà chưa kịp chôn, cha của họ đột nhiên sống lại.
khiến cho bọn họ muốn giết cũng không kịp. Tử Phàm sau đó cùng hai chị em Thu Anh và Hà Anh đưa Khảo Uyên tới hoàng thành. Hai nàng sẽ cùng tiểu thư vào trong, còn hắn ở bên ngoài nghe ngóng tin tức. Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ tới phủ Bắc tìm hắn. Chỉ khi nào chắc chắn Khảo Uyên an toàn rồi, hắn mới rời đi. Thống nhất xong, bốn người liền chia tay nhau. Khảo Uyên nhờ có lệnh bài và ngọc bội của An Thân Vương mà có thể chứng minh được thân phận. Thu Anh và Hà Anh mang danh nghĩa người hầu cùng, cả ba đều trót lọt vào cung. Nhưng lúc đó đang là giữa buổi chầu của hoàng thượng nên không thể lập tức cho nàng ý kiến. Tin Khảo Uyên hồi cung sau đó đã lan ra khắp hoàng thành. Mấy nô tỳ liền dẫn nàng sang điện Minh Long, nói rằng ở đó có hoàng hậu đã đợi để đón nàng. Khảo Uyên tuy đã 7 tuổi nhưng chưa từng được diện kiến hoàng hậu. Nghĩ tới đó trong lòng thật có phần e sợ. Nhưng được hai chị gái bên cạnh trấn an, nói rằng hoàng hậu cũng chính là hoàng tổ mẫu của nàng. Có gì nàng cứ nói hết với người, người sẽ đứng ra làm chủ cho nàng. Tại điện Minh Long, Hà Anh và Thu Anh bị giữ lại bên ngoài. Dù sao thì cũng đã tới tận đây rồi, coi như không còn nguy hiểm gì nữa. Các nàng đồng ý để nô tỳ dẫn Khả Uyên vào trong. Không hổ danh cung vàng điện ngọc, bên trong vô cùng xa hoa, so với phủ bạc còn lộng lẫy hơn gấp bội. Nhìn đâu cũng thấy sơn son thép vàng, ánh kim lóa mắt. Khả Uyên được dẫn tới sau bức bình phong khảm trai tinh xảo. Có vài người đã đợi sẵn, trong đó chỉ có một người ngồi trên tràng kỷ, đầu đội phụng quan lấp lánh châu sa, mặc áo viên lĩnh theo hình kim phụng, mắt phượng mày ngài, thần thái uy nghiêm, khiến cho nàng không dám ngẩng mặt. Người đó chính là hoàng hậu. Sau khi nô tỳ kia rời đi, hoàng hậu liền vời Khả Uyên tới gần, ngắm nghía mặt nàng hồi lâu, đoạn quay sang hỏi người bên cạnh. Có đúng đây là con gái của An Thân Vương không? Khởi bẩm hoàng hậu, đúng ạ. Người bên cạnh cầm một tờ giấy, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng quả quyết đáp. Bẩm hoàng tổ mẫu, còn có chuyện muốn cầu xin người. Khảo Uyên ngập ngừng lên tiếng. Hai người hầu của con nói rằng mẹ con đã tới trước, xin người cho con được gặp mẹ à? Mẹ ngươi? Hoàng hậu nhướng mày hỏi lại. Bẩm, mẹ con lúc trước đưa cho con vật này, bảo con đi tìm hoàng tổ phụ. Sau đó con được người hầu nói lại là mẹ đã tới đây. Giờ con muốn gặp mẹ, xin hoàng tổ mẫu giúp con. Khảo Uyên ngây thơ kể lại. Nhà ngươi chưa biết gì sao? Hoàng hậu lấy làm đắc ý, nói. Được, giao vật đó ra đi, rồi A Gia sẽ cho người đưa ngươi đến chỗ mẹ của ngươi. Phủ Bắc nằm ở phía bắc của hoàng thành, từ đây tới đó cũng không xa. Tử Phàm hỏi thăm qua quýt vài người là tới, mày cho hắn là phủ không có người ở. Tuy là thuộc sở hữu của Đình Thiên, nhưng chưa biết khi nào công tử trở lại, nên sau đó ít lâu phủ đã được trưng dựng. Nghe nói là một hoàng thân quốc thích nào đó đến ở, nhưng chưa tới nửa năm đã phải chuyển đi gấp. Từ đó phủ Bắc liền bị niêm phong. Tử Phàm lấy làm tò mò lắm. Hắn gặng hỏi, nhưng ai cũng từ chối trả lời. Mãi tới khi gặp được một bà lão hành khất mù lòa, thấy hắn có vẻ rất muốn biết, nên đành kể lại đại khái cho hắn nghe. Bà lão nói rằng trong phủ có ma. Vị hoàng thân quốc thích kia ở trong phủ hay thấy bóng người đi lại ngoài cửa phòng mình, đêm nào cũng bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh dậy. Tiếng gõ cửa cũng rất kỳ lạ, cứ cốc cốc ba tiếng lại ngừng. Mở cửa ra xem thì không thấy ai. Rồi người đó còn mơ thấy một đứa trẻ ngồi trong lòng mình cười khanh khách. Bế lên thì thấy mặt nó vô cùng gớm ghiếc, mắt không tròng, miệng đầy răng nhọn. Người đó sợ quá mới giật mình tỉnh dậy. Gia nhân trong phủ cũng gặp nhiều sự lạ. Có người nửa đêm không ngủ, cứ đi chung quanh phòng, giống như tìm kiếm cái gì. Sáng hôm sau dậy, thấy trong tay cầm một đôi hài vải ướt sũng. Còn có người đi tuần đêm thì nghe thấy tiếng kêu cứu ở nơi trước kia xảy ra hỏa hoạn. Chỗ đó cũng đã được xây sửa lại, nhưng không ai dám ở vì âm khí rất nặng. Ngay cả trong hồ sen cũng có ma nữa. Một phu nhân giữa ban ngày khẳng định trông thấy có khuôn mặt người trong hoa lá dưới đầm. Khuôn mặt đó còn mỉm cười với bà ta. Tử Phàm nghe xong, cảm giác vô cùng hoang đường. Hắn liền hỏi bà lão hành khất, từ đâu mà nghe được những chuyện này? Bà lão đáp rằng, ở đây không ai là không biết những chuyện đó, nhưng vì sợ mang vạ vào thân nên phải giữ mồm giữ miệng. Lại nói vị hoàng thân quốc thích kia từng mời đạo sĩ tới trừ tà. Song ngay ngày hôm đó, vị đạo sĩ liền gặp họa, bị tẩu hỏa nhập ma, thành ra điên dở. Tại sao lại vậy? Đó là vì trong phủ còn có một vị dạ xoa. Ma quỷ lộng hành chính là do vị dạ xoa ấy một tay che trời. Thế bà không sợ vị dạ xoa đó trừng phạt hay sao?
Tử Phàm nhìn bà lão hành khất cố gắng hù dọa mình mà không nhịn được cười, đoạn hỏi lại. Không sợ, người xem ta như vậy rồi, hai mắt cũng đâu thấy gì nữa mà sợ, cũng lắm là chết thôi. Bà lão cũng cười xòa, Tử Phàm đặt vào tay bà ý 5 xu, sau đó rời đi. Cái gì mà giả xoa một tay che trời, xảo ngôn. Có điều, hắn lại thấy những lời của bà lão mù không phải hoàn toàn bịa đặt. Chuyện xảy ra trong phủ năm đó thật sự có nhiều tình tiết liên quan. Ví như đứa trẻ mà vị hoàng thân kia mơ thấy, có vẻ rất giống với tiểu đồng quỷ, và tiếng kêu cứu mà người gia nhân nghe được ở gian nhà bị cháy, có phải chính là do nó phát ra không? Âm khí ở đó mạnh đến mức nào mà người thường lại có thể cảm nhận được? Hơn nữa, vụ con hậu tên Hiểm chết dưới hồ sen cũng không hề truyền ra ngoài. Cùng với chuyện vị phu nhân kia nhìn thấy ma lẽ nào chỉ là trùng hợp. Đôi hài vải ướt sũng mà gia nhân kia tìm được, bản thân hắn cũng từng nhìn thấy một đôi tương tự. Chuyện này tuyệt đối không thể là đoán mò mà trúng được. Nghĩ nửa ngày, Tử Phàm đi loanh quanh gần đó nghe ngóng thêm chút chuyện. Hắn cao hứng mua một cúc rượu, sau lại quay về cổng phủ, ngồi đợi đến tối thì trèo tường lẻn vào trong để xem ma mảnh ở đây bản lĩnh thế nào. Không ngờ là vừa đặt chân vào phủ, quang cảnh hiện ra trước mắt hắn vậy mà lại rất đổi quen thuộc, so với năm đó gần như không thay đổi. Trong lòng Tử Phàm vì thế liền nảy sinh hoài niệm. Thời gian hắn ở đây không tính là dài, ký ức về nơi này đã in sâu trong tâm khảm hắn, giờ nhìn lại chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Đây cũng là đoạn ký ức hắn trân trọng nhất. Tiếc là cảnh xưa vẫn vậy, mà người nay không còn. Khác biệt lớn nhất với quá khứ, đó là không khí âm u lạnh lẽo của hiện tại. Không còn cảnh gia nhân tấp nập người ra kẻ vào, cũng chẳng còn đèn đuốc sáng trực từ sân trước tới vườn sau. Đây đó một mảnh tĩnh lặng, tiếng người cười nói ríu rít nay đã là tiềm thức. Tử Phàm đứng lặng hồi lâu, để cho những dư âm năm nào lắng xuống. Hắn nén một tiếng thở dài, thật sự không nghĩ tới ngày quay trở lại đây sẽ thê lương như vậy. Chậm rãi băng qua khoảng sân mọc đầy cỏ dại, đi hết gian nhà chính, ra hậu viện, rồi tới hoa viên. Tất cả đều chìm trong bóng tối dày đặc, càng vào sâu thì những dấu vết hoang hóa càng rõ rệt. Hồ sen năm xưa nay đã cạn trơ đáy, ngay cả nền đất bên dưới cũng khô tới nứt nẻ. Giờ mà hắn muốn kiểm chứng lời kể của bà lão kia chắc không được nữa. Họa có khuôn mặt nào ở đó thì cũng đã bốc hơi rồi. Đi tiếp sẽ tới căn phòng từng xảy ra hỏa hoạn. Không rõ là Đình Thiên hay là vị hoàng thân kia khi tới ở đã cho sửa lại. Nhìn bên ngoài không thấy chút vết tích nào nữa. Tử Phàm đẩy cửa bước vào. Cảm nhận đầu tiên là tối. Quả thật là tối đen như mực. Hắn nhìn một vòng không thấy gì khả nghi. Ngoài đồ đạc ra thì một bóng ma cũng không có. Hắn lại cẩn thận lắng tai nghe. Tiếng kêu khóc kỳ lạ mà bà lão kia nói đâu chẳng thấy. Bên trong hoàn toàn yên ắng. Hoặc là nói tiểu đồng quỷ kia thấy hắn đến nên trốn đi mất rồi. Nhớ lại năm đó hắn đã quá nhẹ tay với nó. Lúc đó có đông người, ngộ nhỡ quá tay sẽ làm liên lụy tới bọn họ. Tiểu đồng quỷ kia nếu thực sự còn dám ở đây ăn vạ, xem hắn xử lý nó thế nào. Nhưng mà rốt cuộc thì tới một chút âm khí cũng không cảm nhận được. Rõ ràng là căn phòng này hoàn toàn bình thường. Bỗng phía sau có tiếng gõ, Tử Phàm lập tức quay lại. Từ lúc bước vào đây, hắn vẫn mở cửa, nhìn ra bên ngoài không thấy có ai. Đột nhiên cửa sổ khẽ động, một cái bóng vừa lướt qua, hình dạng giống như người nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn chạy ra thì đã không kịp thấy đâu nữa, nhưng dưới sàn nhà vẫn còn rất nhiều dấu hài ướt. Có vẻ như nó đã đứng ngoài cửa từ lúc hắn bước vào phòng. Hai dấu hài xuất hiện ở cửa, sau đó chạy về hướng bên trái. Thì ra là có ma thật. Tử Phàm lập tức đuổi theo, hết dãy phòng này là tới một khoảng sân lớn. Còn chưa biết chạy tiếp thế nào, hắn liền thấy có bóng trắng vụt hiện ra ở đầu hồi đằng kia. Bóng trắng dường như còn nhìn hắn một cái, chớp mắt đã lại biến mất. Phía đó là tệ xá, hắn chạy tới thì không thấy dấu vết gì nữa. Không đúng, kia chẳng phải có một đôi hài sao? Gian phòng chính giữa dãy tệ xá không hiểu sao lại có một đôi hài đặt bên ngoài. Mũi hài hướng vào phòng, chuyện này cũng thật đáng sợ. Làm hắn nhớ lại ngày trước thấy một đôi hài ướt như vậy. Đẩy cửa vào thì thấy một người treo cổ toàn ten trên xà nhà. Lần này không biết là cái gì đây. Tử Phàm bước đến trước cửa phòng, nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi mới quyết định đẩy cửa bước vào. Còn chưa đụng tay vào thì cửa đã tự mở. Hắn không lấy làm sợ hãi, ngược lại nghĩ con ma này thật trọng tiểu tiết. Nó nghĩ nó là chủ còn mình là khách nên mới lịch sự mở cửa cho mình như vậy. Xem ra cũng là ma có giáo dục.
Bên trong ấy vậy mà lại không phải phòng ngủ, đối diện với Tử Phàm là một hương án, phía sau có đặt một chiếc bài vị. Hắn bước tới, vì quá tối và có vẻ như lâu rồi không ai quét dọn, nên bài vị bị bụi phủ mờ. Đã có ý muốn hắn tới đây, thì hắn cũng phải biết người này là ai. Tử Phàm cầm bài vị xuống, lau thật sạch bụi bặm bên trên. Hắn đem ra cửa, nương vào ánh trăng, xem tên người đề bên trên. Vũ Quốc Trí. Cảm giác này cũng thật kỳ lạ. Tử Phàm nhìn bài vị hồi lâu, biểu cảm rất khó diễn tả. Hắn cứ thế ngẩn người. Tới khi hiểu ra rồi thì lại tự nhiên bật cười. Đây cũng xem như gặp lại cố nhân, chỉ có điều không thể trực tiếp thấy nhau. Hắn đem bài vị đặt về chỗ cũ, nói: không ngờ còn được gặp lại Vũ hộ vệ ở đây. Nếu hắn đoán không nhầm thì Quốc Trí đã mất từ trước khi Định Thiên chuyển đi. Nhiều khả năng là chết trận, chỉ là không rõ vì sao công tử lại để bài vị này ở lại đây. Nhìn hương án lạnh lẽo, bát nhang thưa thớt vài chân hương, xung quanh bụi bặm, Tử Phàm không khỏi xót xa. Hắn lau chùi xung quanh, không nhịn được mà hỏi: ngài không đi theo công tử nữa sao? Hay cũng giống ta, ở đây chờ công tử quay về? Không có hồi đáp, Tử Phàm tìm thấy hai cái chén. Hắn rót rượu vào một cái chén để trên hương án, còn một chén để hắn uống. Uống cạn rồi lại nói tiếp: bần đạo nói ngài nghe, ngài không cần đợi nữa, công tử không về đâu. Ngài hãy mau xuống dưới đó tìm công tử đi. Nếu gặp được thì nhờ ngài nói với công tử, Khảo Uyên tiểu thư an toàn rồi, ta sẽ thay ngài ấy bảo vệ tiểu thư thật tốt. Dứt lời, hắn liền rót rượu cùng với chén đặt trên hương án, sau đó uống cạn. Nghĩ ra cái gì liền nói: có thể ngài chưa gặp tiểu thư, vẫn là bần đạo may mắn hơn. Để sau này có dịp, bần đạo sẽ dẫn tiểu thư tới đây. Ngài nhìn một cái là nhận ra liền, tiểu thư thật sự rất giống công tử. Tử Phàm uống thêm mấy chén, hắn nhìn bài vị rồi như nhận ra một chuyện, hỏi: mà sao ở đây chỉ có mình ngài, Trần hộ vệ đâu? Xem ra ngài ấy phúc rất lớn, có thể tiếp tục theo hầu công. Đột nhiên có cơn gió thổi vào phòng, chiếc chén đặt trên hương án liền bị hất đổ, rượu chảy đầy đất. Tử Phàm vội nhặt chén lên, đợi gió lặng rồi mới chép miệng, than: bần đạo lại nói gì khiến ngài phật ý hay sao? Nếu ngài không thích thì bần đạo sẽ không nói nữa, nhưng chút thành ý này xin ngài nhận lấy. Chọn dẹp sạch sẽ rồi, Tử Phàm liền rút ra ba thẻ nhang, lấy bùi nhùi châm lửa, rót rượu vào đầy chén. Xong xuôi, hắn chắp tay dâng nhang, nói: lần này vì chuyện của tiểu thư mà bần đạo đường đột tới đây. Nếu ngài không phiền thì cho phép bần đạo ở lại mấy ngày. Ngài không nói gì tức là đồng ý rồi. Xin nhận của bần đạo ba vái coi như cảm tạ. Vái xong, Tử Phàm cắm nhang vào bát hương, lại cầm chén rượu của hắn lên uống cạn. Trước khi ra khỏi phòng còn cố vớt vát mấy lời rồi mới chịu đóng cửa. Ngài nghỉ ngơi đi, từ giờ bần đạo sẽ thường xuyên tới hầu chuyện, không để ngài cô đơn nữa. 5 ngày sau. Vũ hộ vệ, ngài còn nhớ lần mấy người chúng ta đi lạc vào làng thờ lão Bạch Đầu không? Lúc bỏ chạy, ngài còn cầm tay bần đạo như thế này. Bần đạo nói mà ngài còn định đánh, trong khi bần đạo còn chưa bắt ngài chịu trách nhiệm. Tử Phàm nằm bò ra trước hương án, thao thao bất tuyệt kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đã 5 ngày nay, hắn đi ra đi vào trong phủ, nhàn rỗi đến mức phải đi trò chuyện với một cái bài vị. Có thể người khác nhìn vào thì sẽ thấy kỳ quái, nhưng đối với hắn lại hết sức bình thường. Ở Bách Tùng Miếu, hắn còn phải trò chuyện với một bức tượng không đầu, chẳng biết là ai. Bài vị ở đây có tên tuổi đàng hoàng, hơn nữa còn là người quen, đem ra tâm sự chẳng phải rất hợp lý sao? Sau khi nhấp một ngụm rượu, hắn thấy cần phải làm rõ một chuyện, liền cao giọng nói: được, ngài cứ việc giữ im lặng, bần đạo sẽ không bắt ngài chịu trách nhiệm, nhưng bần đạo sẽ kể cho công tử nghe. Tử Phàm! Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy có người gọi tên mình. Đang nằm mà hắn lập tức ngồi bật dậy, mắt giáo giác nhìn quanh, cuối cùng là hướng vào bài vị, hỏi: ngài vừa gọi bần đạo. Tử Phàm, ngươi mau ra đây! Lại nữa, Tử Phàm vội đứng dậy, hình như tiếng gọi là từ ngoài cổng phủ. Là giọng nữ nhân, nghe chừng rất giận dữ. Hắn ba chân bốn cẳng ù té chạy ra cổng, quên mất là cửa đã niêm phong, đành phải trèo tường nhảy ra. Vừa ló mặt lên khỏi bờ tường, Tử Phàm lập tức thấy Thu Anh đang đứng trước cổng, điệu bộ bồn chồn lo lắng.
Nàng tan gọi tiếp thì hắn đã vội lên tiếng ngăn lại. Cô nương, bần đạo tới rồi đây, trong cung thế nào? Mau theo ta vào cung, tử thư nguy kịch lắm rồi. Và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Trời đất ơi, sao lại mở dân miệng mèo như vậy? Sao tự mình đi vô trong hang cọp vậy? Kiểu như là kêu con cọp, anh ơi hả miệng ra để em tự chung vô, khỏi phải mất công vồ, khỏi phải mất công nhai, tội nghiệp. Trời, đang là cái bà gì đó, lão Phật gia, đang là tìm bé Khả Uyên cùng với cuốn trục, thì bây giờ nó dâng tới tận miệng luôn. Đi vô cung là giống như là đi vô hang cọp vậy đó. Mà mấy người này thì rất là kiểu ngây thơ các bạn, nghĩ là người nhà, là oai, là ốc mà, hoàng tổ phụ mà, là ông nội, theo vai vế là vậy, thì chắc là ông nội thương lắm. Về tới nhà của ông nội rồi thì ai mà dám đụng vô tiểu thư Khả Uyên nữa. Nhưng không ngờ, còn có một người, một tay che trời, và lại dẫn tới ngay gặp cái người đó. Như vậy là cái người mà hôm bữa tới giờ mình nghe nói là lão Phật gia, thì Bắp nghĩ là người lớn lắm, nhưng mà người đó là hoàng hậu hả ta? Tại vì Bắp cứ nghĩ là lão Phật gia là già ơi là già, và người đó sẽ là vai lớn lắm. Nhưng mà theo như tập ngày hôm nay, cái người mà đi gặp bé Khả Uyên á, mọi người lại gọi là hoàng hậu, thì rất có thể đó là hoàng hậu rồi. Còn về phần của Tử Phàm, ổng sống lại mà mừng muốn xỉu luôn á các bạn. Sống lại là vẫn nhay cho tới giây phút cuối cùng. Xém xíu nữa là bị quăng sát xuống dưới đầm lầy rồi, quăng xuống dưới là cũng bị chích ngợp thôi. Thí dụ mà có sống dậy được thì cuối cùng cũng chích ngợp thôi, chứ đâu có sống nổi đâu. Nhưng mà may sao Thu Anh với lại Hà Anh á, cũng có chút lương tâm. Thiệt mà, dù gì thì Tử Phàm cũng đã hy sinh tính mạng để cứu ba người họ, mà nỡ lòng nào quăng sát xuống dưới đầm lầy. Ít nhất thì cũng phải đưa ra khỏi cái đầm lầy đó, rồi kiếm một cái gì đó để đào, để chôn, hoặc là làm gì đó, chứ dục xuống dưới đầm lầy là ác quá. Cũng may là còn chút lương tâm, lương tri cuối cùng trỗi dậy, cho nên Tử Phàm có thể tỉnh dậy. Và lúc mà đi về thì Tử Phàm đi vô phủ của Đình Thiên. Cảnh thì như xưa, nhưng mà người đã không còn nữa. Nhìn cảnh lại nhớ người, mà lại gặp được bài việc của Quốc Trí, Bắp cũng rất là bất ngờ nữa. Khi mà nghe những cái sự lạ xảy ra, cũng nhớ tới ở những cái tập đầu tiên đó, có những cái sự việc xảy ra ở phủ mà Đình Thiên ở, vô bên trong gặp bài việc của Quốc Trí, và mình biết là Quốc Trí đã hy sinh một cách rất là anh dũng. Còn Bá Dũng thì là một cái tên phản bội, thành ra khi mà nghe nhắc tới Bá Dũng là nghe choang một tiếng cái ly rượu vỡ. Mà ổng thì đâu có biết cái gì đâu, Tử Phàm đâu có biết gì đâu. Hồi xưa thì chỉ nghĩ là Quốc Trí với Đình Thiên như hình với bóng đi theo công tử để bảo vệ. Mà bây giờ không thấy thì chắc là Bá Dũng đi theo công tử, thì cũng nghĩ vậy thôi, chứ đâu có biết sự tình là Bá Dũng phản bội này nọ các thứ đâu. Rồi ngồi kể chuyện, nhắc tới cái chuyện năm xưa nữa. Cái chuyện cái lần á hả mà Quốc Trí nắm tay Tử Phàm bỏ chạy, xong rồi còn nói chứ lần đó ta còn chưa có bắt Vũ Hộ Vệ phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm là chịu làm sao? Mới có nắm tay mà đòi người ta chịu trách nhiệm. Cũng lầy lộ dữ lắm. Cái khúc đó là mình tưởng tượng ra một người á, là Tử Phàm là người sống, kể hết tất cả mọi sự việc, kiểu như là tâm sự cùng với một người bạn hàng nguyên, tâm sự những cái chuyện ngày xưa. Mình nhìn vô thì thấy giống như là một người đang nói chuyện không không với không khí thôi, với một cái bài vị thôi. Nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng ra là linh hồn của Quốc Trí cũng ở đó, chỉ là không có trả lời lại được, không có nói lại được thôi. Nhưng mà nghe hết, trời ơi, thấy tội nghiệp, thấy thương dễ sợ. Còn về phần của Khả Uyên đã đưa vô trong miệng cọp thì con cọp dễ gì nó nhả ra. Nhưng mà thực chất tình thế của Khả Uyên bây giờ như thế nào, và phải làm sao để giải cứu Khả Uyên đây? À, có một bạn comment mắc cười lắm. Tiểu thư là tử thần di động, đi tới đâu là thấy xung quanh là người chết ngã rạ tới đó đó các bạn. Không, mình thấy mà cũng mắc cười dễ sợ, mắc cười và dễ thương. Tử thần di động, con bé hả, đúng là số trời sắp đặt cho nó là báo con thôi chứ. Mà nó cũng tội, có phải là vì em mà mọi người chết không? Lúc mà nghe bà chết vậy đó, rồi nghe thấy chú Tử Phàm cũng chết, cho nên mới hỏi là có phải vì em mà mọi người chết không, thì nó cũng ý thức được nó là tử thần di động đó. Thấy cũng tội, và thôi cũng kệ đi. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Ngọc nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé.